cập nhật COVID-19 vào sáng ngày 8 tháng 9. Nghệ An thông báo khẩn tìm người liên quan các ca mắc COVID-19 ở Quế phòng Hải Phòng đề nghị thành phố Hồ Chí Minh cho mượn thêm vắc xin Verocell sẽ sớm hoàn trả. Đắk Lắk nhiều trường hợp tái dương tính với virus SARS-CoV-2. Đà Nẵng thêm 34 F0 cứ sống nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng. Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với tin nóng COVID-19 sáng ngày mùng 8 tháng 9 trên kênh VNews, truyền hình thông tấn Chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 8 tháng 9, Hà Nội ghi nhận 4 ca mắc mới đều ở quận Ba Đình. Thống kê của Sở Y tế Hà Nội từ 18 giờ ngày 7 tháng 9 đến 6 giờ ngày 8 tháng 9, trên địa bàn thành phố ghi nhận 4 ca dương tính với SARS-CoV-2. Các bệnh nhân đều thuộc quận Ba Đình và đã được cách ly tại nhà, thuộc chùm ca bệnh F1 của các trường hợp hoi sốt cộng đồng, bao gồm 1. TBN, nữ sinh năm 2019. 2. TNBT, nữ sinh năm 2015. 3. TNV, nam sinh năm 1989. 4. TTXH, nữ sinh năm 1965. Các bệnh nhân ở cùng nhà tại địa chỉ 1 trên 131 trên 71 Tân ấp Phúc Xá, Ba Đình là F1 của bệnh nhân TDN đã được xét nghiệm âm tính và cách ly tại nhà từ ngày 29 tháng 8. Ngày 7 tháng 9, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính. Tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3.623 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.571 ca. Số mắc là đối tượng đã được cách ly, 2.052 ca. Một số ổ dịch phức tạp ghi nhận nhiều bệnh nhân mắc trong thời gian ngắn là ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 509 ca. Văn Miếu, quận Đống Đa, 117 ca. Văn Dương, quận Đống Đa, 90 k Về việc lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đợt 3, tính đến hết ngày 7 tháng 9, toàn thành phố lấy được 817.765 mẫu, đạt 81,78% kế hoạch. Đã có 685.519 mẫu có kết quả xét nghiệm, trong đó 11 mẫu dương tính và 685.508 mẫu âm tính, còn lại 132.246 mẫu chưa có kết quả. Về 11 trường hợp dương tính được ghi nhận tại 4 quận huyện bao gồm Thanh Xuân 7 trường hợp, trong đó Thanh Xuân Nam 6 trường hợp, Thanh Xuân Trung một trường hợp, Thanh Trì có hai trường hợp ở Tả Thanh Oai, Hà Đông một trường hợp ở Quang Trung, Thường Tín một trường hợp ở Tân Minh. Sáng ngày 8 tháng 9, hơn 311.700 ca mắc COVID-19 đã khỏi. Thưa quý vị, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã có 550.996 ca mắc COVID-19, đứng thứ 51 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 10 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 158 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 5.601 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 546.683 ca, trong đó có 308.936 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 9 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước bao gồm Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc. Có 8 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, bao gồm Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Con Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Lào Cai. 5 tỉnh thành phố ghi nhận số mắc cao, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh 265.846 ca, Bình Dương 138.593 ca, Đồng Nai 30.365 ca, Long An 26.432 ca. Về tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19, số bệnh nhân khỏi bệnh, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 7 tháng 9 là 10.253 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 311.710 ca. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.369 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 4.015 ca, thở oxy dòng cao HFNC 1.274 ca, thở máy không xâm lấn 119 ca, thở máy xâm lấn 926 ca, ECMO 35 ca. Về số bệnh nhân tử vong, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 13.701 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới là 2,1%. Về tình hình xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện được 415.446 xét nghiệm cho 1.118.641 lượt người. Về số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, đã thực hiện được 18.111.288 mẫu cho 41.278.424 lượt người. Về tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19 tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 22.675.644 liều, trong đó tiêm một mũi là 19.231.238 liều, tiêm mũi 2 là 3.444.406 liều. Huyện Quế Phong đã xuất hiện 5 ca F0 trong cộng đồng tại xóm chợ thuộc bản liên hợp xã Chi Lễ, gồm vợ chồng anh TDH 44 tuổi, chị NTT 44 tuổi và ba con đang còn nhỏ Đáng chú ý, sắm sợ là trung tâm giao thương của ba huyện miền núi biên giới Quế Phong, Tương Dương và Kỳ Sơn. Gia đình anh Hát có cửa hàng buôn bán tạp hóa cho người dân trong vùng và khu vực lân cận. Trong nhà có một tài xế chạy xe khách tuyến huyện Quế Phong, thành phố Vinh. Hiện ngành y tế và chính quyền địa phương đã truy vết được 115 trường hợp F1, trong đó có tới 65 học sinh và 35 người tiếp xúc gần. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đề nghị huyện Quế Phong không được lơ là chủ quan, cần chủ động quyết liệt nắm bắt kịp thời tình hình dịch để ứng phó, tiếp tục phát huy bốn tại chỗ trong phòng dịch. Tại điểm nóng chi lễ cần thành lập một sở chỉ huy để chỉ đạo kịp thời. Giám đốc Sở Y tế Nghệ An thống nhất đề xuất của huyện Quế Phong là toàn xã chi lễ thực hiện chỉ thị 16, riêng xóm chợ thực hiện chỉ thị 16 mức nâng cao, nội bất xuất, ngoại bất nhập, đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm PCR cho người dân xóm chợ chi lễ. Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 huyện Quế Phong đã có văn bản hỏa tốc thông báo khẩn về địa điểm, phương tiện liên quan đến các bệnh nhân COVID-19 ở xóm chợ. Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức chủ trì cuộc họp của tổ công tác tổ chức cung ứng và tiêm vaccine phòng COVID-19. Cuộc họp thảo luận để chuẩn bị cho chiến dịch phủ kín vaccine mũi 1 và tiêm kịp thời vaccine mũi 2 cho người dân từ nay đến ngày 15 tháng 9. Tại cuộc họp, ông Dương Anh Đức dẫn lại lời nhắn gửi của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và nhấn mạnh rằng trước đây vaccine đứng sau điều trị và truy tìm f không, nhưng giờ vaccine đã là tuyến đầu. Với chính sách thẻ xanh vaccine mà thành phố Hồ Chí Minh đang lên kế hoạch, cần phải sớm tiêm phủ vaccine mới có thể mở cửa duy trì kinh tế. Thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu chính sách thẻ xanh vaccine, theo đó sẽ nới lỏng yêu cầu giãn cách xã hội với những người đã tiêm 1 đến 2 mũi vaccine. Thẻ xanh vaccine cũng đã được nhiều địa phương như Bình Dương, Đồng Nai công bố áp dụng để chuẩn bị cho bình thường mới. Tiêm vaccine để chuẩn bị trở lại sản xuất Tại cuộc họp, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý khu công nghệ cao, khu công nghệ cao phần mềm Quang Trung báo cáo về tình hình tiêm vaccine cho công nhân, người lao động. Theo đó, có hai nhóm chính là người lao động đang thực hiện ba tại chỗ và những người lao động đang ở ngoài các khu vực này. Đại diện các đơn vị này báo cáo về khó khăn trong tổ chức tiêm vaccine cho người lao động đang ở ngoài các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, gọi chung là khu công nghiệp một phần do các địa phương thông tin đang chờ vaccine để tiêm cho nhóm công nhân, người lao động này. Các ban quản lý đề xuất được tổ chức tiêm vaccine cho công nhân, người lao động ngay tại doanh nghiệp nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, chuẩn bị cho quá trình trở lại sản xuất. Nói về vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức nhắc lại Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện siết chặt giãn cách xã hội, ai ở đâu ở yên đó nên cần tổ chức tiêm ngay tại quận, huyện, thành phố. Người lao động di chuyển từ địa phương khác nhau đến khu công nghiệp để tiêm vaccine sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện nghiêm giãn cách. Ông nhắc nhở các đơn vị phải nghĩ tới cái chung và gợi ý có thể tận dụng chính các khu công nghiệp là một điểm tiêm của quận, huyện, tổ chức tiêm cho người dân cũng như người lao động. Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Nguyên Phương nêu giải pháp các doanh nghiệp có thể phối hợp với mỗi quận, huyện, thành phố để tổ chức một điểm tiêm cho doanh nghiệp ngay tại địa phương đó. Đánh giá một số khu công nghiệp có tỷ lệ tiêm vaccine mũi một chưa cao, đặc biệt có công nhân thực hiện ba tại chỗ nhưng chưa tiêm vaccine. Ông Đức nhấn mạnh các đơn vị này cần khẩn trương tiêm cho người chưa tiêm mũi 1 và tiêm mũi 2 cho người đã tới hạn. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để quay trở lại sản xuất khi thành phố Hồ Chí Minh sử dụng thẻ xanh vaccine. Bên cạnh đó, Sở Y tế phải kiểm tra dữ liệu với Sở Thông tin và Truyền thông. Không để sai sót dữ liệu, hai đơn vị này phải đảm bảo có chứng nhận tiêm đầy đủ cho người dân, vì đây là yếu tố rất quan trọng để từng bước quay trở lại bình thường mới. Không phân biệt khi tiêm vaccine Ông Dương Anh Đức cho biết, từ nay đến ngày 15 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh cần tiêm khoảng 2 triệu liều vaccine, nên phải căng sức ra làm mới kịp. Phó Chủ tịch thành phố đề nghị Sở Y tế đẩy tiến độ tiêm ở các quận, huyện trên mọi hướng, tăng cường tiêm ban đêm. Theo đó, thứ nhất là điểm tiêm cố định tại cộng đồng. Ngành y tế phải quán triệt trong hệ thống rằng vaccine cấp cho địa bàn là cấp cho toàn bộ người dân. Vaccine phân bổ về cho quận, huyện, thành phố là vaccine chung cho tất cả người dân không phân biệt bất kỳ điều gì như thường trú, tạm trú, ngành nghề công tác, Phó Chủ tịch nhấn mạnh. Thứ hai là điểm tiêm đặc thù dành cho đối tượng là doanh nghiệp, chủ yếu để trước doanh nghiệp tuyến đầu để thực hiện nhanh nhất có thể. Phó Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh nhắc lại phương châm từ đầu là linh hoạt với mục tiêu tổ chức tiêm vaccine hiệu quả nhất. Thứ ba là đội tiêm di động. Nhóm này cần tập trung tiêm tận nhà trong khu trọ đông công nhân. Đội tiêm cần phối hợp với đội xét nghiệm để tiêm cho người test nhanh âm tính ngành y tế khai thác hiệu quả hơn 25 xe tiêm lưu động. Ông cũng đề nghị đơn vị sớm tiêm cho nhóm giáo viên để từng bước trở lại dạy học và shipper, người giao hàng trong hệ thống logistic. Cuối cùng, Sở Y tế phải báo cáo ngay với Bộ Y tế để xin khẩn cấp bổ sung vaccine tiêm mũi 2. F0 khỏi bệnh giống như người tiêm 2 mũi vaccine. Thông báo một thông tin vui là thành phố đã tiêm cho hơn 700.000 người cao tuổi, cao hơn rất nhiều so với thống kê ban đầu. Ông Dương Anh Đức đề nghị các quận, huyện, kêu gọi người thuộc đối tượng nguy cơ cao trên 65 tuổi, người bệnh nền cố gắng tiêm sớm. Thành phố đang mở rộng đối tượng ưu tiên tiêm ra người trên 50 tuổi. Phó Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thông điệp F0 khỏi bệnh thuộc đối tượng hoãn tiêm trong vòng 6 tháng. Thời gian tới, nhóm này sẽ được xếp tương đương với người đã tiêm hai mũi vaccine để tham gia các hoạt động. Ngành y tế cần thiết kế lại giấy ra viện như một dạng giấy xác nhận và đưa lên hệ thống. Ông Đức cũng đề nghị Sở Y tế mạnh dạn đề xuất chính sách khen thường kỷ luật đơn vị thực hiện tốt hoặc không tốt công tác tiêm vaccine. Đây là vấn đề liên quan đến sinh mạng con người, làm tốt sẽ hạn chế thiệt hại về nhân lực cho thành phố, ông nói. Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh được cấp đủ vaccine để phủ 100% mũi 1 cho những người từ 18 tuổi trở lên. Tổng số liều vaccine thành phố Hồ Chí Minh đã được Bộ Y tế phân bổ đến nay là hơn 5,6 triệu liều. Ngoài ra, thành phố nhận được nguồn tài trợ 5 triệu liều. Thành phố đã tiêm gần 6,6 triệu mũi, gồm hơn 6 triệu mũi 1 84% và gần 449.000 mũi 2 gần 7%. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng có công văn cảm ơn thành phố Hồ Chí Minh đã cho thành phố Hải Phòng mượn 500.000 liều vaccine của Sinopharm, Verocell và đề nghị được mượn thêm vaccine từ thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, công văn nêu, được sự ủng hộ, chấp thuận của thành phố Hồ Chí Minh nên ngày 6 tháng 9, Hải Phòng đã tiếp nhận những lô đầu tiên trong số 500.000 liều vaccine được thành phố Hồ Chí Minh cho mượn. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, đây là nguồn động viên lớn đối với đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng để cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Lãnh đạo Hải Phòng đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và chúc thành phố Hồ Chí Minh sớm kiểm soát dịch bệnh, ổn định đời sống, phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, Hải Phòng cũng đề nghị thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cho thành phố này mượn thêm vaccine của Sinopharm và sẽ sớm hoàn trả lượng vaccine đã mượn của thành phố Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, Hải Phòng sẽ tiếp nhận và triển khai tiêm 500.000 liều vaccine của Sinopharm bắt đầu từ ngày 8 đến ngày 24 tháng 9. Trong đó, nhóm ưu tiên số 1 là lái xe, phụ xe đường dài. Nhóm 2 là công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố. Và nhóm 3 là người dân tự nguyện tiêm chủng vaccine. Hải Phòng sẽ triển khai đồng loạt tại các điểm tiêm cố định và lưu động, phân đấu hoàn thành trong thời gian 10-15 đến 15 ngày kể từ ngày bắt đầu triển khai tiêm mũi 1. Hôm mùng 5 tháng 8, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, ký công văn gửi Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mượn tạm 500.000 liều vắc xin Verocell của Sinopharm để phòng chống dịch COVID-19. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Long mấy ngày gần đây có dấu hiệu rất tích cực, số bệnh nhân được điều trị khỏi ngày càng nhiều, số ca mắc ngày càng giảm, Đến nay, tỉnh điều trị khỏi cho gần 1.900 bệnh nhân, chiếm hơn 85% số ca mắc và 38 trường hợp tử vong, chiếm 1,74% so với tổng số ca mắc, thấp hơn gần 0,8% so với bình quân cả nước. Trong khi đó, số ca mắc mới mỗi ngày ghi nhận không nhiều, nhưng phần lớn là những trường hợp phát hiện trong khu cách ly hoặc trong khu vực phong tỏa. Toàn tỉnh hiện đã có 66 trên 107 xã phường, thị trấn được công nhận là xã vùng xanh do dịch bệnh đã được kiểm soát nên tỉnh đã nới lỏng việc giãn cách xã hội bằng cách áp dụng chỉ thị 15 nâng cao trong toàn tỉnh cho đến hết ngày 15 tháng 9. Trong thời gian này, tỉnh sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trên diện rộng để tách F0 ra khỏi cộng đồng. Người dân sẽ tiếp tục không ra đường trong khoảng thời gian từ 19 giờ ngày hôm trước đến 4 giờ sáng ngày hôm sau cho đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2021. Tập trung không quá 5 người trong phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, ngừng nghi lễ tôn giáo, các hoạt động tập trung đông người người dân không được di chuyển ra ngoài tỉnh. Người từ vùng dịch về Vĩnh Long sẽ phải thực hiện việc cách ly. Đối với việc tổ chức đi chợ thì tỉnh sẽ tiếp tục duy trì việc đi chợ thay. Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết. Theo số liệu thống kê của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, trong tổng số 325 bệnh nhân COVID-19 xuất hiện trong thời gian qua, ghi nhận 20 trường hợp tái dương tính. 20 ca tái dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện tại thành phố Buôn Ma Thuột và 4 huyện là Buôn Đôn, Ea Hở Leo, Cờ Đông Bông, Cư và Ea ca trong đó huyện Cư Cô Yên có số ca tái dương tính nhiều nhất với 5 trường hợp. Đáng chú ý, trong số này có một trường hợp ở Buôn Ea Duất, xe A Quê, huyện Buôn Đôn, được xác định tái dương tính khi tải lượng virus cao CT18, và trường hợp này đã lây bệnh cho một người thân trong gia đình. Bác sĩ Châu Đường, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi tỉnh Đắk Lắc cho biết, có 3 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tái dương tính của bệnh nhân COVID-19, đó là do tái nhiễm lại khi về cộng đồng tiếp xúc với F0 khác. Trong quá trình điều trị tại cơ sở khi bệnh nhân âm tính nhưng chưa được đưa ra cách ly riêng mà để chung phòng với bệnh nhân dương tính mới vào. Và nguyên nhân thứ ba là do tải lượng virus quá lớn trong cơ thể của một số bệnh nhân. Sau khi điều trị khỏi nhưng việc đào thải sắc virus chậm nên xác virus còn tồn tại trong cơ thể. Khi về xét nghiệm lại vẫn còn dương tính. Về hướng xử lý đối với những trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2, bác sĩ Châu Đương cho biết, theo hướng dẫn của Bộ Y tế cũng như quy định của Sở Y tế, thì những trường hợp này nếu xét nghiệm lại mà bệnh nhân dương tính nhưng tải lượng virus thấp, tức là CT trên 30 thì bệnh nhân được tiếp tục cách ly tại nhà và theo dõi làm xét nghiệm. Còn đối với những trường hợp tải lượng virus còn cao, CT dưới 30 nên có khả năng lây nhiễm cho cộng đồng, những trường hợp này sẽ được đưa vào cơ sở y tế để tiếp tục điều trị và cách ly theo quy định. Dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận hàng chục ca mắc COVID-19 sống tại các khu chung cư trên địa bàn xác định đây là khu vực có nguy cơ lây nhiễm chéo rất cao, các địa phương và lực lượng chức năng đã tập trung mọi biện pháp để kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Khu dân cư Vũng Thùng 4, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng có 6 tòa chung cư với hơn 2.000 nhân khẩu. Đây là khu vực có môi trường hẹp, dân cư đông, nếu không kiểm soát chặt chẽ thì nguy cơ lây nhiễm chéo khi có ca F0 trong chung cư là rất cao. Chính vì vậy, lực lượng cảnh sát khu vực cùng với tổ COVID-19 cộng đồng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp với tuyên truyền, nhắc nhở, siết chặt phòng dịch tại từng tòa chung cư. Ông Thái Thanh, tổ trưởng tổ phòng chống dịch khu dân cư Vũng Thổ 4 cho biết, chúng tôi đã tổ chức thành lập tại mỗi chung cư là một chốt trực gồm các tổ trưởng, tổ phó, tổ dân phố, tình nguyện viên có trách nhiệm thường xuyên trực tại nơi ra vào của khu chung cư để quản lý người ra người vào chặt chẽ. Đồng thời, thường xuyên phân công cho mỗi người quản lý từng tầng để kiểm tra thường xuyên, không để người dân tụ tập ra ngoài khi không cần thiết. Nếu có việc phải ra ngoài phải giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, mang kính ngăn giọt bắn. Mọi công tác được chúng tôi tổ chức rất nghiêm túc. Theo trung tá Phạm Phú Hùng, cảnh sát khu vực Vũng Thủ 4, công an phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, cảnh sát khu vực chúng tôi phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân dân chính tại khu dân cư đã thường xuyên liên tục tuần tra tại các khu chung cư, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo người dân không ra khỏi nhà, tránh tình trạng tập trung đông người để đảm bảo phòng chống dịch. Trong thời gian vừa qua, thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận rất nhiều trường hợp mắc COVID-19 ở trong cùng một khu chung cư. Thành phố Đà Nẵng ghi nhận 34 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó gồm 24 ca đã cách ly tập trung, 6 ca cách ly tại nhà hoặc tạm thời cách ly tại nhà, 3 ca trong khu phong tỏa, 1 ca chưa cách ly, cộng đồng. Trong ngày, 2 trên 7 quận huyện ghi nhận số ca mắc có nguy cơ lây lan cho cộng đồng, trừ huyện Hòa Vang, quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Triều, Hải Châu. Trong đó, các quận ghi nhận số ca nguy cơ lây lan cao nhất bao gồm Cẩm Lệ 6 ca, Thanh Khê 4 ca. Cộng dồn từ ngày 10 tháng 7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 4.435 ca mắc COVID-19. Cùng ngày, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố khỏi bệnh cho 9 bệnh nhân COVID-19. Trong số này, nhiều trường hợp có bệnh nền kèm theo, trước đó diễn biến nặng. Bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi cho biết, hiện nay ngân sách thành phố đang chịu áp lực rất lớn trong điều kiện bệnh nhân COVID-19, đặc biệt là yêu cầu phải giảm thiểu tử vong. Với người trẻ hoặc người có thể trạng gầy, việc điều trị có phần nhẹ nhàng, trong các trường hợp bệnh nhân cao tuổi kèm tiền sử nhiều bệnh nền, đặc biệt bệnh nhân đang ở tình trạng béo phì, quy trình điều trị kéo dài và tốn kém rất nhiều chi phí. Đến nay, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng vẫn ở mức dưới 1%, cả nước là 2,5%. Số liệu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố cho biết, tính từ đầu mùa dịch năm nay, với ca khởi phát và công bố vào chiều ngày 3 tháng 5 năm 2021, Đà Nẵng có 45 bệnh nhân tử vong trên tổng số 4.651 ca số liệu tính đến chiều ngày 6 tháng 9 năm 2021. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày trên kênh VNews. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và quý vị cũng đừng quên like và subscribe ủng hộ cho kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.